Vâng, xin chào tất cả quý bác anh chị trong toàn quốc. Và hôm nay thì rất là vui mừng chia sẻ với anh chị cái quá trình sơn cái căn biệt thự mà đơn vị chúng tôi hôm trước đã có cái video bàn giao sơn và ký cái quy trình làm việc với chủ nhà. Thì ở đây thì đơn vị công ty thiết kế nhà đẹp Green chia sẻ cho các anh chị một cái video này giới thiệu về cái phần sơn Michelin Pattern. Và trong phần sơn Michelin Pattern là có cái cốt nhựa polymer rất là thân thiện với môi trường và thân thiện với người sử dụng, không tích từ tính và không tạo ra được các cái môi trường cho ẩm mốc, các nấm mốc phát triển. Thì với sơn Michelin này là cái dòng sơn cao cấp, dòng Michelin Pattern, thì đơn vị công ty thiết kế nhà đẹp Green thì chúng tôi phân phối độc quyền dòng sơn này ở thành phố Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh và các cái khu vực mà đơn vị chúng tôi thiết kế những cái căn nhà trong toàn quốc. Và hôm nay thì chúng tôi rất là vui mừng, vừa các anh chị xem đoạn đầu video cái quy trình bàn giao sơn và ký cái quy trình làm việc sơn. Thì ở đây chúng tôi nói với tất cả các anh chị rằng là sản phẩm sơn có tốt đến mấy nhưng cái quy trình sơn không tốt thì dẫn tới là quá trình ngôi nhà chúng ta sẽ cũng bị hỏng theo thời gian. Không phải cứ sơn chất lượng là tốt mà phụ thuộc rất nhiều vào tay nghề của người thợ và theo cái quy trình của từng đơn vị làm. Thì với cái quá trình thi công rất nhiều các công trình thì đơn vị công ty thiết kế nhà đẹp Green chúng tôi cũng đưa cho chủ nhà thiết kế một cái quy trình riêng cho chủ nhà ký ngay cái video đầu tiên các anh chị đã xem đó. Thì với cái quy trình bài bản và chúng tôi đúc kết qua quá trình làm rất nhiều công trình, chúng tôi đúc kết lại và chúng tôi đưa ra một cái quy trình chuẩn nhất. Các anh chị có thể quan sát trên màn hình, tôi có thể chia sẻ các anh chị một phần trong cái quy trình đó. Đây là một ý rất là nhỏ thôi. Thì anh chị nhìn khi chúng tôi bắc dàn giáo công trình ấy là chúng tôi bắc xung quanh toàn bộ công trình luôn, chứ không như các đơn vị khác chúng ta có rất là ít giáo, chúng ta chỉ làm một công trình. Thế thì giữa ít giáo và nhiều giáo thì cái điều gì khác nhau? Khi chúng ta làm nhiều giáo thì các anh chị chú ý là chúng ta sẽ sơn lót, mỗi một lần sơn mót đủ 2 tiếng hồ chúng ta sẽ làm, mà ít giáo thì chúng ta không làm được cái việc này. Chúng ta sơn lót xong chúng ta sẽ sơn màu luôn. Thì dẫn tới kể cả sơn chất lượng đến bao nhiêu, nếu mà các anh chị làm không đúng quy trình thì dẫn tới chất lượng của công trình sẽ đi giảm xuống rất là nhiều. Nên các anh chị chú ý là chúng ta phải tìm ra được những cái đơn vị uy tín làm việc chất lượng và có những cái quy trình đặc biệt để áp dụng cho các công trình. Đây là cái công trình nhà tân cổ điển, đòi hỏi sự tỉ mỉ từng chi tiết một, vì cái phần đắp vẽ nó rất là nhiều. Chúng tôi phải dùng chổi quét rất là tỉ mỉ những cái phần góc cạnh nhỏ nhất vẫn đảm bảo độ phủ của hai lớp lót và hai lớp màu và theo đúng cái quy trình nghiêm ngặt của đơn vị công ty thiết kế nhà đẹp Green đã trong quá trình làm rất nhiều công trình chúng tôi đúc kết ra. Và mỗi một công trình thì chúng tôi sẽ rút kinh nghiệm dần dần và chúng tôi sẽ có một cái quy trình đặc biệt thành riêng do quý anh chị mà đặt đơn vị chúng tôi thiết kế và thi công sơn. Thì cái quy trình này thì chúng tôi sẽ được giữ bí mật. Nếu mà các anh chị đặt đơn vị chúng tôi thì các anh chị sẽ được hưởng cái quy trình đặc biệt này. Thì đây là một cái công trình thiết kế tặng tân cổ điển ở tỉnh Quảng Ninh. Thì chúng tôi đã thiết kế cho gia đình khách hàng và đến giờ phút này thì gia đình khách hàng rất là ưng ý. Đây là gia đình chỗ anh Giang, chị Hương. Sau khi chúng tôi đã bàn giao và làm việc theo đúng cái quy trình mà chúng tôi cam kết thì anh Giang và chị Hương rất là tâm đắc với đội ngũ thiết kế và với cái quy trình mà chúng tôi đã đưa ra, và anh chị cũng rất là tin tưởng giao trọng trách cho chúng tôi làm cái căn biệt thự này. Và anh chị có sắp tới cũng đầu tư thêm những cái căn hộ của khác kinh doanh thì cũng rất là mong muốn đơn vị công ty thiết kế nhà đẹp Green lại tiếp tục đồng hành cùng với gia đình để làm sao cho những cái căn nhà nó đẹp nhất. Ngoài việc chúng ta thiết kế đẹp rồi, chúng ta thi công đẹp rồi, còn cái phần cuối cùng, phần quan trọng nhất để cho ngôi nhà chúng ta nổi bật đó là phần sơn. Thế thì các anh chị hãy tìm đến những đơn vị làm việc uy tín chất lượng, có những cái quy trình đặc biệt. Nếu mà các anh chị mà không đặt nhà đẹp Green thiết kế hoặc thi công sơn thì các anh chị cứ nhấc máy lên gọi điện thì chúng tôi cũng có những cái tư vấn hữu ích cho các anh chị. Hay gọi chúng tôi theo số hotline là 0386 325 566 thì chúng tôi sẽ có những cái giải pháp và đưa ra những cái sản phẩm phù hợp để tư vấn cho tất cả anh chị với đội ngũ các kiến trúc sư, các kỹ sư và các kỹ thuật viên tay nghề tốt, làm cho các anh chị một căn nhà mơ ước
để hoàn thiện hơn. Cảm ơn tất cả các anh chị đã lắng nghe. Hẹn gặp lại tất cả các anh chị ở những video tiếp theo. Ông Nguyễn Khắc Viện, ông đã sử dụng cái sản phẩm dịch vụ sơn của MyColor của đơn vị công ty thiết kế nhà đẹp Green phân phối, và hôm nay thì chúng tôi rất là vui mừng công trình nhà đã được sơn xong và có thể tâm sự và hỏi ông một vài cái câu hỏi để ông sẽ trả lời cho tất cả các quý khán giả chúng ta sẽ biết đến tầm sản phẩm sơn MyColor. Thì con xin phép hỏi ông một câu hỏi là vì sao ông lựa chọn cái sản phẩm sơn MyColor và ông biết đến sơn MyColor là ở đâu ạ? Ông có thể trả lời cho con xem. Đến nay tôi đã 82 tuổi rồi, muốn xây dựng một cái ngôi nhà vững chãi để rồi thì là truyền lại cho các cái đời sau, là cái nơi thờ gia tiên. Thế và sau khi xây dựng cái ngôi nhà thì tôi thấy cái sơn của MyColor là nó rất là thích hợp, nó làm đẹp cho cái ngôi nhà. Tuy tuổi thì già nhưng mà cái sơn thì cho có khi nó trẻ mãi, nó đẹp mãi. Cho nên tôi chọn cái sơn của MyColor để sơn cái ngôi nhà của tôi. Vâng, thế cảm ơn ông, nhất là cái thương hiệu sơn MyColor đã được đánh giá trên thị trường và ông rất là tin tưởng hãng sơn. Thì con hỏi thêm một chút là trong quá trình anh em thợ bậc tay nghề 7/7 sơn ngôi nhà mình, từ cái ông đánh giá về cái kỹ năng tay nghề của anh em trong công ty thế nào? Về cái kỹ năng tay nghề của các anh em thợ sơn trong công ty thì tôi thấy là anh em làm rất cẩn thận, chịu khó miệt mài. Tuy nhiên thì là ở xa về đến đây nhưng mà làm suốt từ, tức là ăn xong là trưa là làm luôn, làm mãi miết cho đến có nghĩa là 7:30-8 giờ mới bắt đầu ở cái nơi công trình để ra về. Nhưng việc làm của anh em thì rất là cẩn thận, không rương vãi sơn ra cửa, tuy rằng thì cửa gỗ lim đã làm trước và nền nhà đã được, tức là ốp lát, nhưng mà làm đến đâu gọn gàng sạch đẹp. Mọi việc, tức là vữa chủ và thợ bao giờ cũng vui vẻ hòa nhã. Vâng, con cảm ơn không? Con hỏi câu hỏi, nếu mà những khán giả hoặc những gia đình đang chuẩn bị xây nhà thì ông khuyên họ nên sử dụng cái dòng sơn MyColor này không ạ? Tôi thấy rằng thì là cái dòng sơn MyColor này tạo cho cái ngôi nhà nó đẹp lên mà nó sáng sủa. Trước mắt thì tôi khuyên mọi người, tức là nếu đang làm và đang chuẩn bị thì nên chọn cái sơn MyColor này để sơn cho ngôi nhà mình nó được trong sáng và đẹp đẽ, với tức là với quá khứ thời gian. Con cảm ơn ông, tất cả các quý khán giả đã theo dõi cái cuộc phỏng vấn nhanh về tâm sự của ông Nguyễn ở Quảng Yên. Thì ông trên 80 tuổi rồi và ông rất là tin tưởng dịch vụ của sơn MyColor. Thì thay mặt cho cán bộ, anh em các kỹ thuật viên trong công ty, kính chúc ông và đại gia đình luôn luôn mạnh khỏe, hạnh phúc và thành công. Cảm ơn tất cả các khán giả luôn đồng hành với nhà đẹp Green. Con chân thành cảm ơn ông.